Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, xe cộ không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản giá trị đối với mỗi người. Vì vậy ngoài việc xem tuổi thì chọn ngày giờ đẹp để mua xe máy, ô tô cũng rất cần thiết. Bởi nếu mua xe vào ngày giờ tốt hợp tuổi sẽ đem lại sự an toàn và cát khí cho quá trình sử dụng. Khi gia chủ chọn được ngày mua xe hợp với tuổi, với mệnh của mình, điều này sẽ tạo cho tâm lý của chủ nhân được thoải mái khi tham gia giao thông, giảm tránh được tai nạn và các hiểm họa khác. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày mua xe tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được triệu duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ mua xe trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất mua xe trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác mua xe được thuận lợi và may mắn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ mua xe nhé. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày mua xe. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạ Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc mua xe trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách đó có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày mua xe phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ mua xe, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, xương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, trực thu, trực bế, không vong, trường đoàn tinh, đại hao, tiểu hao, xích khấu, hàm trì, hoang vu, thiên tặc, câu giảo hà khôi, tái ly, đại sát, nguyệt hư, nguyệt yểm, nguyệt hại, hung bại, tứ phế, tứ hao, thiên thượng không vong, diệt mộc, trực xấu. 2. Ngày hợp mua xe. Ngày tốt mua xe bao gồm thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên quý, thiên tài, nguyệt tài, thiên phú, dịch mã, trực thành, yêu an, ngày cát nhật, trực mãn, trực khai, ngày tụ tài. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất mua xe trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử là những ngày dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày xương công kỵ là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão và 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 5. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Sáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 6. Ngày nguyệt phá là những ngày mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi và 22 Tân Mùi. 7. Ngày trực thâu là những ngày tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 8. Ngày trực bế là những ngày tí, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý và 27 Bính Tý. 9. Ngày không vong là những ngày 22 Tân Mùi và 27 Bính Tý. 10. Ngày trường đoàn tinh là ngày mùng 9 Mậu Ngọ và ngày 25 Giáp Tuất. 11. Ngày đại hao là ngày tỵ, bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ, 20 Kỷ Tỵ.
12. Ngày tiểu hao là ngày thìn, bao gồm mùng 7 bính thìn và 19 mậu thìn. 13. Ngày xích khấu là các ngày mùng 6 ất mão, mùng 10 kỷ mùi và 14 quý hợi. 14. Ngày hàm trì là những ngày ngọ, bao gồm mùng 9 mậu ngọ và 21 canh ngọ. 15. Ngày hoang vu là những ngày tuất, bao gồm mùng 1 canh tuất, 13 nhâm tuất và 25 giáp tuất. 16. Ngày thiên tặc là những ngày hợi, bao gồm mùng 2 tân hợi, 14 quý hợi và 26 ất hợi. 17. Ngày câu giảo hà khôi là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 bính thìn và 19 mậu thìn. 18. Ngày tài ly là ngày tỵ, bao gồm mùng 8 đinh tỵ, 20 kỷ tỵ. 19. Ngày đại sát là những ngày dậu, bao gồm mùng 2 tân dậu, 24 quý dậu. 20. Ngày nguyệt hư là những ngày thìn, bao gồm mùng 7 bính thìn và 19 mậu thìn. 21. Ngày nguyệt yểm là những ngày hợi, bao gồm mùng 2 tân hợi, 14 quý hợi và 26 ất hợi. 22. Ngày nguyệt hại là những ngày ngọ, bao gồm mùng 9 mậu ngọ và 21 canh ngọ. 23. Ngày hung bại là ngày mùng 3 nhâm tý, ngày 25 giáp tuất. 24. Ngày tứ phế là ngày 15 giáp tý. 25. Ngày tứ hao là ngày 12 tân dậu. 26. Ngày thiên thượng không vong bao gồm 28 đinh sửu, 29 mậu dần, ngày 13 nhâm tuất và ngày 14 quý hợi. 27. Ngày trực xấu là ngày dần, bao gồm mùng 5 giáp dần, 17 bính dần và 29 mậu dần. Đó là 27 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc mua xe cho được hanh thông thuận lợi. Thưa quý vị, để may mắn bình an trên mỗi chuyến đi, thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy sử dụng hồ lô bình an treo trên xe với thiết kế từ chất liệu gỗ đào và đá quý, có tác dụng lớn trong việc kỵ tà, hóa sát, sẽ đem lại tâm lý thoải mái cho người lái xe trên mỗi chặng đường. Đặc biệt, hồ lô bình an còn được khai quang trì chú và xem ngày đặt theo tuổi của từng gia chủ để khai mở được công năng tốt nhất của vật phẩm này. Sau khi đã loại bỏ hết những hung tinh, ta xét các tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 28. Ngày thiên đức là những ngày canh, bao gồm mùng 1 canh tuất trùng với ngày hoang vu và trực thâu nên ta không chọn. 11. Canh thân trùng với ngày xấu nào? 11. Canh thân không trùng ngày xấu nào nên ta có thể chọn ngày này để chuyển nhà. Ngày 21. Canh ngọ trùng ngày hàm trì và nguyệt hại nên không tốt nếu mua xe ngày này. 29. Ngày thiên đức hợp là những ngày ất. Ngày mùng 6 ất mão, ngày này trùng với ngày tai sát và ngày trực mãn nên bỏ qua không xét. 16 ất sửu, 26 ất hợi nhiều hung tinh không thể dùng được. 30. Ngày nguyệt đức là những ngày canh trùng ngày thiên đức đã xét ở trên. 31. Ngày nguyệt đức hợp là những ngày ất trùng với ngày thiên đức hợp đã xét ở trên. 32. Ngày thiên quý là các ngày có thiên canh nhâm và quý, bao gồm các ngày mùng 3 nhâm tý trùng với ngày tam nương nên kiêng kỵ mọi việc. 13 nhâm tuất trùng ngày trực thâu và hàm trì nên ta cũng không chọn. Ngày 23 nhâm thân là ngày nguyệt kỵ, mùng 4 quý sửu là ngày cắt lành mua xe, 14 quý hợi có nhiều hung tinh xấu, 24 quý dậu là ngày thụ tử nên không mua xe vào ngày này. 32. Ngày thiên tài là những ngày dần, bao gồm các ngày mùng 5 giáp dần trùng ngày nguyệt kỵ, 17 bính dần là ngày tốt nên ta chọn ngày này để mua xe sẽ rất đắt. 29 mậu dần là ngày thiên thượng không vong, ta bỏ qua không xét đến. 33. Ngày nguyệt tài là những ngày hợi, bao gồm mùng 2 tân hợi, 14 quý hợi và 26 ất hợi. Ngày hợi cũng chính là ngày thiên tặc và ngày nguyệt yểm nên bỏ qua, không xét đến. 34. Ngày thiên phú là ngày mão, bao gồm mùng 6 ất mão trùng ngày trích khấu nên ta không chọn. 18. Đinh mão trùng ngày tam nương, 30 kỷ mão là ngày tốt nên ta chọn ngày này để lấy xe. 35. Ngày dịch mã là ngày hợi, xét như trên. 36. Ngày trực thành là ngày dậu, trùng với ngày thụ tử, kiêng kỵ mọi công việc quan trọng. 37. Ngày yếu an là ngày sửu, bao gồm mùng 4 quý sửu, 16 ất sửu và 28 đinh sửu, các ngày sửu đều cát lành. 38. Ngày trực mãn là ngày mão, trùng với ngày thiên phú đã xét ở trên. 39. Ngày trực khai là ngày hợi, trùng với ngày nguyệt tài đã xét ở trên. 40. Ngày tụ tài là ngày dần. Những ngày dần bao gồm các ngày mùng 5 giáp dần trùng ngày nguyệt kỵ, 17 bính dần là ngày tốt nên ta chọn ngày này để mua xe sẽ rất đắt. 29 mậu dần là ngày thiên thượng không vong, ta bỏ qua không xét đến. 41. Ngày cát nhật bao gồm mùng 3 nhâm tý, 27 bính tý, hai ngày này trùng ngày tam nương, mùng 5 giáp dần trùng ngày nguyệt hại, mùng 6 ất mão trùng ngày xích khấu, ngày 12 tân dậu là ngày thụ tử. Với tiêu chí này ta không tìm được ngày nào tốt để mua xe. Như vậy là chúng ta đã dựa vào 41 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt mua xe trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc mua xe đó là những ngày tốt sau. Ngày 11 canh thân kỵ những người tuổi dần, hợp người tuổi tý, thìn, tỵ và những người có thiên can là ất. Ngày mùng 4 quý sửu kỵ những người tuổi mùi, hợp người tuổi tỵ, dậu, tý và những người có thiên can là mậu. Ngày 17 bính dần kỵ những người tuổi thân, hợp người tuổi ngọ, tuất, hợi và những người có thiên can là tân.
Ngày 30 Kỷ Mão kỵ những người tuổi Dậu, hợp người tuổi Hợi, Mùi, Tuất và những người có thiên can là Giáp. Ngày 16 Ất Sửu kỵ những người tuổi Mùi, hợp người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Canh. Ngày 28 Đinh Sửu kỵ những người tuổi Mùi, hợp người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Nhâm. Đó là những ngày cát lành mua xe trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình được những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!